Tử vi thứ bảy ngày 20 tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 15 tháng 6 năm 2024 âm lịch, ngày ngày ất dậu, tháng tân mùi, năm giáp thìn. Xung ngày, kỷ mão, đinh mão, tân mùi, tân sửu xung tháng, quý sửu, đinh sửu. Ất dậu, ất mão thứ bảy này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi Tý ngày 20 tháng 7 năm 2024 người tuổi Tý tài tinh nhập cục mang tới vận may về đường tài lộc cho tuổi Tý, chủ yếu là nguồn thu từ việc tay trái hoặc làm thêm người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ bên ngoài, túc tác đủ chi tiêu mua sắm. người làm kinh doanh thì mở rộng quy mô buôn bán, tìm được đối tác đáng tin cậy. Tài lộc tăng lên đồng nghĩa với thời gian thu hẹp lại, bận rộn hơn nhưng con giáp này cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Tuy nhiên, thủy hỏa bất dung lại cảnh báo về những rối ren trong chuyện tình cảm, đặc biệt là với người độc thân việc con giáp này cần phải làm bây giờ chính là thoát ra khỏi quá khứ, đừng mãi sống trong những gì đã trôi qua, hạnh phúc vẫn luôn ở phía trước chờ đón. Giờ tốt, 11 giờ 13 giờ màu sắc cát tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, dậu, thân. Hai, tuổi sửu ngày 20 tháng 7 năm 2024 hôm nay một số việc của tuổi sửu sẽ không như ý nhưng điều quan trọng là con giáp này biết hành xử thận trọng từ tốn thì sẽ không phải lo lắng gì nữa bản mệnh biết việc gì ra tiền nên dành nhiều thời gian và nỗ lực cho những công việc ấy hơn là công việc khác chỉ khi tuổi sửu lựa chọn đúng thì mới bớt đi sự lãng phí năng lượng cũng như thời gian của mình tuy nhiên con giáp này cũng cần sớm nhận thức được những tiêu cực khi quá tham lam để không tham vọng vật chất. Ví dụ như bên cạnh việc kiếm tiền, mỗi ngày ở bên cạnh những người thân yêu, tinh thần thoải mái. Bệnh tật ắt sẽ tránh xa. Giờ tốt, 9 giờ 11 giờ màu sắc cát tường, cà phê, xám quý nhân phù trợ, tí, dầu 3. Tuổi dần ngày 20 tháng 7 năm 2024 ngày hôm nay, tuổi dần gặt hái được những thành tích đáng mừng cho sự nghiệp. Con giáp này nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Thậm chí có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Người làm ăn kinh doanh này cực kỳ may mắn khi làm quen được với nhiều đối tác triển vọng. Hãy nhanh chóng bắt lấy cơ hội này bản mệnh sẽ nhanh chóng mở rộng được quy mô kinh doanh của mình và thu về lợi lớn. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ. Châm chích tại vị trí ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Giờ tốt, 11 giờ 13 giờ màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời quý nhân phù trợ, mùi, tuất. Tuổi máu ngày 20 tháng 7 năm 2024 xem bói tử vi ngày 20 tháng 7 năm 2024, tuổi máu trở nên cảm tính hơn. Chính vì để cảm xúc che mờ lý trí nên đa số các quyết định và hành động trong hôm nay của bản mệnh đều bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Vậy nên, việc lên kế hoạch chi tiết những việc cần hoàn thành rất cần thiết trong lúc này để tránh các sai sót kế hoạch tài chính cũng là việc không thể xem thường trong hôm nay đừng để cho sự bốc đồng kiểm soát và khiến tuổi mão dễ mù quáng đầu tư sai lầm tham cái lợi trước mắt mải mê chạy theo đồng tiền mà không giữ được tỉnh táo con giáp này có thể sẽ phải trả giá đắt vì điều đó may mắn ngũ hành tương sinh đường tình duyên nở rộ Chẳng cần mất quá nhiều thời gian để con giáp này nhận ra đâu mới là người mình cần phải trân trọng suốt cuộc đời này. Con giáp này tin rằng với tình yêu và niềm tin cả hai dành cho nhau thì mối quan hệ này sẽ vững vàng vượt mọi sóng gió. Giờ tốt, 17 giờ 19 giờ màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu quý nhân phù trợ. Tuất, hợi. Năm, tuổi thìn ngày 20 tháng 7 năm 2024 người tuổi thìn đừng vội đánh giá sự việc qua bề ngoài. Con giáp này hiểu chuyện, bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ mới tìm cách xử lý một cách xác đáng hơn và mới vượt qua được những sự cố hiện tại. Trong ngày mới này, dù khi xảy ra chuyện gì, nếu bản mệnh cảm thấy mọi chuyện không rõ ràng, tốt nhất là hãy chậm lại và đặt câu hỏi đừng vội hấp tấp, nếu không có thể mắc phải sai lầm. Bù lại hôm nay nhiều người đạt được mục tiêu tiền bạc của mình. Thế nhưng đừng vì thế mà tham lam quá, bản thân con giáp này phải là người làm chủ đồng tiền. Như vậy mới có thể tiếp tục thăng hạng trong cuộc sống. Giờ tốt, 15 giờ 17 giờ màu sắc cát tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ, dậu, thân. 6. Tuổi tị ngày 20 tháng 7 năm 2024 các mối quan hệ xã giao của tuổi tị phát triển khá tốt. Với bản tính cởi mở và cách cư xử khéo léo, đi đến đâu bản mệnh cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Khiến mọi việc dễ dàng hơn hẳn. Vận trình tình cảm cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là với người độc thân con giáp này có thể nhận được lời bày tỏ đến từ người mà mình thầm mến đã lâu đây chính là lúc chuyện tình cảm của bản mệnh bước sang trang mới nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay tuổi tỵ nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi hỷ thần xuất hiện ở hướng đông bắc và tài thần xuất hiện ở hướng nam giờ tốt một giờ ba giờ màu sắc cát tường, đỏ, hồng quý nhân phù trợ, dầu, Sửu 7. Tuổi ngọ ngày 20 tháng 7 năm 2024 những bế tắc trong công việc có thể được tuổi ngọ giải quyết ngon lành. Con giáp này biết cách nhìn ra cơ hội từ trong nghịch cảnh. Thế nên những vấn đề tồn động trước đó cũng nhanh chóng được xử lý ngày mới này tuổi ngọ làm việc gì cũng nhanh nhẹn sáng suốt hơn khả năng ra quyết định cũng không ai bằng hãy tận dụng để thực hiện những việc quan trọng mà con giáp này đã có kế hoạch từ lâu kể cả các kế hoạch đầu tư tài chính để cải thiện thu nhập nữa tuy nhiên hôm nay hỏa khí phượng có thể gây ra một vài vấn đề cho sức khỏe của con giáp này như nóng trong nhiệt miệng khiến bản mệnh ăn uống không ngon cố gắng uống nhiều nước. Ăn nhiều rau xanh sẽ rất tốt cho cơ thể trong những ngày nắng nóng. Giờ tốt, 17 giờ 19 giờ màu sắc cát tường, tím, đỏ quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. Tám, tuổi mùi ngày 207 phần 2024 hôm nay các quyết định liên quan tới tiền bạc của tuổi mùi đúng đắn hơn bao giờ hết việc tiết kiệm bên cạnh việc gia tăng thu nhập đều rất cần thiết do đó bản mệnh hãy tìm cách để cân bằng cả hai việc này con giáp này nên hướng nội hơn trong các vấn đề cá nhân vì nếu càng hé lộ nhiều về cuộc sống của mình càng bất lợi người ta sẽ dùng những chuyện này để hạn chế những bước tiến mà bản mệnh đã lên kế hoạch trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật hay ở hướng Tây Nam phía ngoài cửa phòng và tổ chim hoặc lồng chim. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng xấu đến cả mẹ và bé. Giờ tốt, 13 giờ 15 giờ màu sắc cát tường, nâu, xám quý nhân phù trợ, mão, ngỏ. 9, tuổi thân ngày 20 tháng 7 năm 2024 tử vi cá nhân hàng ngày, tuổi thân hãy thể hiện sự quan tâm, chăm sóc rõ ràng hơn với người thân. Nếu bản mệnh yêu thương mà luôn giữ trong lòng thì chẳng ai có thể cảm nhận được. Hãy nói ra và có những hành động thực tế, điều đó sẽ giúp gắn kết mọi người. Về tình duyên, nếu đã tìm được nửa kia, tuổi thân cần phải chú ý đến những mối quan hệ bạn bè của mình con giáp này cần giữ khoảng cách với những người khác giới nếu không muốn nửa kia của mình hiểu lầm ngờ vực về sức khỏe trong ngày này người mang thai không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành các công việc sửa chữa ở hướng chính nam phía ngoài phòng người mang thai giường ngủ và bếp lò bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé giờ tốt, 7 giờ 9 giờ màu sắc cát tường, vàng, trắng quý nhân phù trợ, tí, thìn. Mười, tuổi dậu ngày 20 tháng 7 năm 2024 cục diện tam hợp che chở cho tuổi dậu có một ngày công việc kinh doanh diễn ra thuận lợi. Những tồn động lần lượt được giải quyết, quan hệ với đối tác khá tốt đẹp lợi nhuận tăng đáng kể chẳng những vậy bản mệnh còn đón những cơ hội mở rộng mối quan hệ cũng như tiếp xúc với nhiều người có tiềm năng trở thành một nửa của mình vận đào hoa đang rộng lối đừng bỏ qua cơ hội tìm được mảnh ghép phù hợp với mình những người đã có gia đình đạt được những bước thăng hoa trong đời sống tình cảm vợ chồng đôi bên cùng nhau vượt qua những thách thức trong cuộc sống gia đình và dần đồng cảm với nhau. Tình yêu gắn kết hòa cùng tình thân, cho tình yêu đôi lứa thăng hoa rực rỡ. Giờ tốt, 17 giờ 19 giờ màu sắc cát tường, bạch kim, xám quý nhân phù trợ, tị, sửu. 11. Tuổi tuất ngày 20 tháng 7 năm 2024 người tuổi tuất hôm nay có cơ hội để gia tăng thu nhập đang tới với tuổi tuất. Điều quan trọng là bản mệnh đừng sợ cạnh tranh, nếu đó là một cuộc cạnh tranh lành mạnh. Đừng sợ làm mất lòng mọi người, hãy cứ phát huy năng lực thực sự của mình. Thổ khí phượng cho thấy sức khỏe đóng vai trò quan trọng trong ngày này, đòi hỏi con giáp này phải có sự lưu tâm chú ý. Nếu không rắc rối có thể nảy sinh. Nếu có thể tuổi tuất nên gác mọi bộn bề sang một bên để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Bên cạnh đó, con giáp này cũng phải lên kế hoạch rèn luyện thể thao một cách hợp lý để sức khỏe được cải thiện tốt nhất. Hôm nay là ngày không trị bệnh ở đầu, do đó, bản mệnh còn được khuyên không tác động lên vị trí này. Giờ tốt 9 giờ 11 giờ màu sắc cát tường, vàng, cam quý nhân phù trợ, dần ngọ. 12 tuổi hợi ngày 20 tháng 7 năm 2024 tuổi hợi làm công ăn lương có một ngày làm việc vô cùng suôn sẻ. Con giáp này nhận được sự ủng hộ của nhiều người nên công việc vốn khó khăn cũng nhanh chóng được giải quyết. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn, đừng vội bằng lòng với hiện tại. Bởi khả năng của tuổi hợi còn có thể tiến xa hơn nhiều. Còn nếu quá dễ dàng thỏa mãn, dần dần, bản mệnh sẽ tụt hậu và để người khác vượt qua mình. Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng có những dấu hiệu tốt đẹp. Người khác giới đều rất thiện ý khi tiếp xúc với bản mệnh. Nếu còn đang trong tình trạng độc thân, bản mệnh có thể mở lòng để tìm ra người vừa ý. Giờ tốt, 13 giờ 15 giờ màu sắc cát tường, đen, xanh lam quý nhân phù trợ, tí, sửu.